Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Tổng Bãi. Hôm nay thì sau một thời gian đứt hàng khá là lâu thì hôm nay Tổng có một cái sản phẩm quay trở lại với mọi người với một cái version mới. Đây là một cái sản phẩm mà không xa lạ với mọi người trong kênh YouTube của Tổng Bãi. Đó là sản phẩm bộ móng trèo cây. Sau suốt một thời gian khoảng tầm gần một năm đứt hàng thì hôm nay Toàn cho một sản ra mắt một sản phẩm mới bên Toàn, đó là sản phẩm được sử dụng một bộ móng trèo cây có đinh thép rời, có thể lắp ghép từng chi tiết một. Thì đây là một cái sản phẩm mới mà mọi người có thể là tham khảo qua. Thì cái sản phẩm này anh em có thể trèo tất cả các loại cây, từ cau vua, những cây rừng, cây cau vua, cây rừng, cây bạch đàn, xà cừ, tất cả các loại. Thì dành cho anh em trèo cây hái lan bắt ong, trèo hái ươi, rồi trèo đi cưa cây hạ cây, và những anh em làm ở trên cao sử dụng những cái bộ móng như thế này trèo lên những cái cây thì rất là thích hợp nhé. Và Toàn sẽ giới thiệu qua từng chi tiết cho mọi người cùng tham khảo qua cái sản phẩm mới như thế này. Thì bộ sản phẩm này nó sẽ có hai bên, bên trái và bên phải khác nhau, và khi mà anh em sử dụng á, thì anh em có thể thấy là trên bộ sản phẩm nó có bên phải này, bên trái này, và đinh móng đây mọi người. Khi mọi người mua hàng ấy, thì sẽ được bọc bằng những cái nút, cái ống như thế này để bảo vệ cho cái mũi. Và trên cái mũi này còn bọc thêm một lớp, đó là cái bảo vệ không cho nó va đập đây nữa. Và cái sản phẩm này thì Toàn sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người. Toàn bộ nó là mô đun rời, và anh em thấy này, đó, nó sử dụng hai ốc lục giác này để gắn đinh. Đó, bắt đinh vào trong cái sản phẩm, cái bộ móng như thế này. Và cái bộ móng này được đúc, đó mọi người, được đúc hoàn toàn bằng thép, rất là ok nhé mọi người nhé. Móng thì có cái độ vẩy ra ngoài rất là giống với lại những cái bộ móng ngày xưa mà Tản đã giới thiệu ở những năm 2021, 22, 23. Thì cái móng nó vẩy ra như thế này, thì khi mà chúng ta đạp á, nó sẽ có xu hướng đó là ăn sâu vào thân cây nhiều hơn so với lại những cái sản phẩm mà mũi thẳng hoặc là mũi cúc. Thì mỗi người có một cái sở thích, sở trường khác nhau, và có những cái loại cây thì anh em lại thích là nó cúc xuống. Và những nhà thiết kế, tất cả những cái nhà thiết kế trên thế giới á, người ta làm thì những cái sản phẩm đó nó thường là nó sẽ phù hợp với lại cái nhu cầu và sở thích và từng hãng một, giống như là xe Honda và Yamaha đấy. Mỗi dòng xe thì lại có một cái ưu điểm khác nhau. Và đây là một cái sản phẩm mà mình thấy là từ suốt bao nhiêu năm thì Toàn vẫn theo một cái model, đó là cái mũi vểnh ra ngoài. Đó, mọi người thấy không ạ? Và cái ốc này nó sẽ cố định cái mũi cựa vào cái thân. Và cái thân này nó cũng khá là dày dặn chắc chắn mọi người nhé. Tất cả mọi thứ đều là CNC. Đó, tất cả mọi thứ CNC hết. Bên trái và bên phải khác nhau. Bên trên vẫn có cái hệ thống chống, đó đây mọi người, nó xoay và chống làm cho nó va chạm vào cái ống quyển của chúng ta, làm cho chúng ta sẽ có cái cảm giác dễ chịu hơn khi mà một cái sản phẩm mà bị hàn vào, giống như cái sản phẩm đầu tiên mà Toàn giới thiệu á, là cái sản phẩm đó là Toàn hàn cứng vào. Thì sau một thời gian anh em sử dụng thì anh em nói là cải tiến lại cái phần đó, nó xoay một chút để cho nó ok hơn. Thì sản phẩm 2021, 22, 20, 21, 22 thì đã được làm xoay đó. Và cái sản phẩm năm nay thì được sử dụng đó là bộ dán, miếng dán như thế này, nó tiện hơn rất là nhiều so với những sản phẩm trước. Và tất cả mọi người thấy là những cái khuy này cũng được làm rất là chi tiết tỉ mỉ. Một cái sản phẩm mà chất lượng như thế này thì có đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Đây mọi người, được may bằng mút và rất là êm hơn rất là nhiều so với sản phẩm trước. Thì anh em đã dùng sản phẩm của Toàn những năm về trước á, thì anh em thấy là Toàn làm bằng mút xốp dán, thì cái sản phẩm đó thì nó vẫn ở trong cái gọi là cái trình độ gọi là sơ đẳng hơn cái sản phẩm này rất là nhiều. Đó, một cái sản phẩm mới. Và trên sản phẩm thì Toàn có ghi số điện thoại 0947207718 và kênh YouTube Toàn Máy Bãi. Anh em mua sản phẩm thì anh em có thể nhận định được đây là cái sản phẩm của Toàn, và khi mọi người mua hàng thì sẽ được bảo hành. Cái sản phẩm này thì được làm bằng khung thép. Đó, khung thép 100% đây mọi người, một bộ khung như thế này nó rất là chuẩn về cái độ góc độ này,
Và cái sản phẩm này thì chắc chắn là chèo sẽ rất là êm chân, không gây mỏi chân và không gây đau chân cho anh em. Thì cái sản phẩm này được phủ một lớp sơn đen, đó, mọi người thấy là nó sẽ chống rỉ, một sơn lớp sơn chống rỉ, mũi thép được đúc hoàn toàn, rất là chắc chắn, rất là cứng kép nhé. Và cái này khi mọi người sử dụng sau một thời gian, nếu nhu cầu cần thay bất kỳ một cái chi tiết nào, ví dụ như là miếng ốp chân, bộ khung hay là một mũi cựa, hay là những cái chi tiết dán như thế này, thì đều có thể được. Và mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Toàn trên để trên cái sản phẩm như thế này, thì mong rằng thì sẽ được sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian sắp tới, cũng như là anh em trèo cây hái lan bắt ong cưa cây và những thợ cưa chuyên nghiệp, hay là anh em mới tập cưa, thì dùng những cái sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ rất là thích hợp. Và sản phẩm này thì giá thành nó cũng rất là bình dân thôi, cũng không thay đổi nhiều so với trước, mặc dù là cái sản phẩm được cải tiến rất là nhiều luôn anh em đó. Khi anh em muốn sử dụng một cái sản phẩm như thế này, anh em chỉ cần gọi lên, bốc máy lên gọi cho Toàn thì Toàn sẽ trả lời và trao đổi cùng với mọi người. Rồi, ok, một cái sản phẩm được sử dụng tất cả mọi thứ đều là rời rạc, tách rời hết như thế này, thì chúng ta có thể là thay bất kỳ một chi tiết nào đó để cho cái sản phẩm nó có thể là khi mà hư hỏng thì chúng ta có thể là bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng rất là dễ dàng nha mọi người. Và bộ sản phẩm như thế này ấy, thì Toàn báo giá luôn cho mọi người, cái phí ship của nó khoảng tầm 40.000 thôi. Đó, từ 3 đến 40.000 tùy vào anh em xa gần, nhưng mà những nơi xa thì thường sẽ là 40.000. Và một bộ như thế này Toàn đang bán là 660.000 anh em nhé, 660.000 và phí ship là 40.000. Đó, tổng chi phí của một bộ như thế này là 700.000, tới nhà luôn cho mọi người luôn. Và sản phẩm này khi mọi người mua hàng thì sẽ được bảo hành, vì trên cái sản phẩm của Toàn đã có số điện thoại, mọi người mua hàng thì cứ nhấp vào đó. Đây, và bảo hành theo số điện thoại như này mọi người nhé. Rồi, tất cả sản phẩm bên Toàn thì có bảo hành nên mọi người yên tâm. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toàn với bãi nhé.